một trong những loại rau quả mà chị Nguyễn Phương Thúy hay mua về làm mướp đắng. Những món ăn được chế biến từ mướp đắng cũng là những món ăn yêu thích của gia đình chị. Gia đình tôi là thường hay mua mướp đắng về để nấu xào những cái món ăn cho các cháu trong gia đình ăn cho nó mát thôi. Theo đông y, mướp đắng hay còn gọi là khổ qua có tính hàn, vị đắng, không độc, có tác dụng giải nhiệt, giảm đau, tiêu viêm, kích thích ăn uống, chữa các bệnh ngoài da, các bệnh tim mạch. Theo y học hiện đại, protein và vitamin C trong mướp đắng có tác dụng giúp nâng cao chức năng miễn dịch của cơ thể, tiêu diệt vi khuẩn và virus, hỗ trợ cho bệnh nhân ung thư đang điều trị xạ trị. Ngoài ra, mướp đắng còn có tác dụng nhuận tràng, điều trị táo bón. Trên thì xin được cảm ơn bác sĩ đã nhận lời tham gia chương trình với chúng tôi. Thưa bác sĩ, nhiều người cũng được biết rằng là mướp đắng thì tính mát. Vậy thì có phải là do cái tính mát đấy mà mướp đắng được sử dụng để điều trị cái chứng táo bón không ạ? Thì vì cái tính mát của nó thì chúng ta cũng có thể ứng dụng linh hoạt trong những cái trường hợp mà người bệnh có mắc những cái chứng bệnh mà có kèm theo táo bón. Ví dụ như là những cái bệnh nhân mà rối loạn chuyển hóa đường, tiểu đường ấy, mà có kèm theo biểu hiện là cái thể địa tạng người ta nhiệt và táo bón thì phù hợp hơn. Vậy thì chúng ta có thể sử dụng mướp đắng để điều trị cái chứng táo bón như thế nào ạ? Nếu mà chúng ta sử dụng trong trường hợp mà để hạn chế cái chứng táo bón thì thường thì chúng ta phải lựa chọn trên sử dụng trên những cái bệnh nhân mà kèm theo những cái bệnh lý ví dụ như là huyết áp, tiểu đường này. Đấy, thì người ta uống mướp đắng hàng ngày mà có kèm thêm biểu hiện là đi ngoài phân táo thì khuyên người ta dùng mướp đắng vừa đây hạn chế những cái rối loạn bệnh đó và vừa là hạn chế táo bón thì chúng ta có thể sử dụng rất là đơn giản. Chúng ta có thể sử dụng mướp đắng từ 10 đến 20 gram một ngày để hãm chè uống, hoặc chúng ta có thể sử dụng mướp đắng tươi xào nấu canh để ăn hàng ngày khoảng độ từ 100 đến 200 gram. Vậy thì nếu mà chúng ta sử dụng mướp đắng quá nhiều trong một cái thời gian quá dài thì có gây ảnh hưởng gì không ạ? Nếu chúng ta sử dụng mướp đắng nhiều mà trong cái thời gian dài thì đối với nếu chúng ta sử dụng cái hàm lượng quá nhiều thì cũng có thể là gây đi ngoài phân lỏng. Và sau khi chữa táo bón thì chuyển sang đi ngoài thì như vậy lại là những cái phản ứng không có lợi cho cơ thể. Có những cái đối tượng nào mà không nên sử dụng mướp đắng nhiều không ạ? Vâng, mướp đắng thì đúng là có một số đối tượng thì chúng ta cũng phải lưu ý. Ví dụ như là mướp đắng nó có khả năng nhuận như vậy, mát như vậy và nó có khả năng một số các cái cơ điện mà không, một số cơ thể đấy là có thể không dung nạp được, ăn vào có thể gây rối loạn tiêu hóa, có thể đi ngoài phân lỏng thì những trường hợp đấy cũng không nên dùng. Thứ hai là đối với chúng ta cũng, phụ nữ có thai thì cũng rất hay bị táo bón thì chúng ta cũng không nên sử dụng cái mướp đắng này là vị thuốc nhuận tràng cho phụ nữ có thai mà cần phải có cái sự tư vấn của thầy thuốc. Vâng, xin cảm ơn những thông tin mà bác sĩ đã chia sẻ với chúng tôi. Mướp đắng có thể dùng điều trị chứng táo bón như sau. Dùng 10 đến 20 gram mướp đắng hãm chè uống hàng ngày. Dùng 1 đến 2 lạng xào nấu canh ăn sống hàng ngày. Không sử dụng trong thời gian quá dài, có thể gây đi ngoài phân lỏng.